hôm nay dẫn bé bơ đi Tiny Town. Ở trong đây là có xe cho mấy đứa con nít chơi nè, là xe lửa nè, đó Tiny Town. Lần đầu đi vô là phải đăng ký vô này nè, first time driver. Mình xếp hàng, mình mua cái gói nào mà mình muốn. Hả? Ok, đi chơi game trước. Bây giờ bé Bơ nó đòi đi chơi game trước mọi người. Ok, bây giờ mình đi. Hả, xong mình ở trong này là mới giờ mở cửa cho nên chưa có ai, nhưng mà chút hồi đó rất là đông nha. Thấy nó nhỏ nhỏ để đi chọn xe rồi xong nó sẽ chạy. Ở đây có đồ gấp nè. Cái này là phải bỏ tiền xu vô đổi thẻ cho mua xu này. Còn mấy bên nó có cái thẻ rồi cho nên là cứ đi vô trong này là nó chơi. Nó quạt thẻ là nó chơi thôi. Đây là cái phân zone trong này. Cho muốn chơi bowling chứ ha. Ồ, có trái banh kìa trời. Chưa. Đâu chưa vậy nó ghê rồi. Làm đấy chứ. Dứt rất mạnh lắm đó. Đợi mấy cái lên rồi. Ừ. Ồ, ghê chưa. Yeah. Quăng mạnh lên. Lọt đường ray rồi. Ôi, đây thì còn 4 cái. À, được con trái. Con quăng vô đến giữa, quăng đồ đến giữa nó mới đẩy vô hết. Là rồi. What? ghê vậy bố. Đã luôn. Lucky draw. Rồi. Ủa bên này bớt cho đến bên này. Bắn thổi nó. Thổi lên cho nó vô lỗ luôn bớ, cho nó vô lỗ luôn. Chỉ nó lên nó ngồi vô. Yes. Bỏ cho nó vô lỗ, cho quay mấy cái này vô lỗ kia luôn. Ừ. Yeah, còn hai cái nữa kìa. Đúng rồi, yeah, bên phải nữa, còn bên phải nữa. Lên luôn. Rồi trái bên phải lên, nó mời màu cam đó, cho trái màu cam lên luôn. lên luôn, sắp lên. Cố lên. Tập trung. Đúng rồi, cho màu blue lên, đổi màu lên, đổi màu blue lên. Đúng rồi, yes. Ủa, rồi sao nữa? Mốt điểm. Trời, được rồi. Con mạnh lên bơ nó mới vô được điểm. Mạnh thằng mạnh lên. Đó, đúng rồi. Mạnh thằng mạnh lên. Wow. Lên, yeah. Nó bên kia, bên này. Rồi, đi xuống. Rồi, nó lên. Bắn ngay. Bạn chọn ơi, bắn vô chỗ nào con muốn á. Ừ, chọn.
đó. À rồi đợi, người ta cứ đợi con. Rồi chuẩn bị vô. Bắn nó bơ, bắn nó, bắn đi. Con đè vô đây nè, đè vô đây, ừ đúng rồi. Đè vô bắn luôn. Đó, Pepper nó bắn ghê không? tiếp luôn. Ghê quá. Chỉ tầm lum luôn bơ, bắn gì vậy? Chỉ tầm lum đó. Ừ. Yeah. Ô nó thua bơ kìa bơ. Rồi nó bắn xuống. Bắn xuống đi. Ồ nó bắn cho con chủ nè, ghê chưa? Trời ơi, chết nha. Con thứ hai bị giết. Nó bắn xuống. Yeah, hoan hô. Tới lượt đã kêu đinh đông kìa đó. Trời, chuẩn bị lên kìa, vô. Gia đình mình trên cái xe lửa to cuối cùng, em đợi xe lửa đầy đủ người là xuất phát. Teenager lái xe hoặc là adult muốn lái xe với con nít thì có thể mua vé rồi xong vô chơi lái xe. Thì toàn là xe lửa của mình đây, chuẩn bị đi đây. Tại đợi cho mấy cái toa là đây có người rồi xong người ta mới chạy. Ô, nó chạy lên nè. Ô, chạy đó. Được ở trong thanh niên thao
bất tường. Trời hết hồn tưởng ủa ai giống mình vậy thì ra cái gương. Chín mươi sáu